Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc xe có thể nói là siêu mới ở trong cái tầm này, trong cái phân khúc này. Đây là chiếc C300 sản xuất năm 2013, màu đen, biển số Hà Nội, 30A088.23. Chiếc xe này thì vô cùng đặc biệt vì nó có quá là nhiều những cái option để phải nói. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mặt ca lăng đã lên mặt ca lăng sao rơi, lên body kit. Ở bên hông này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đây là một bộ vành mới đó, vành đời mới của CLA45, đời mới nhất thời điểm hiện tại bây giờ. Và dàn lốp thì được sử dụng lốp Michelin đó. C300 bản Plus mọi người nhé. Bản Plus là bản cao cấp nhất của C300, sử dụng động cơ 3.0 V6. Chiếc xe này thì ở bên trong nó sẽ có dây đai màu đỏ, cửa sổ trời đôi đó. Lát nữa em sẽ quay ở bên trong cho mọi người xem. Bây giờ thì mời mọi người nhìn qua một chút. Chiếc này thì em vừa mua xong và em di chuyển từ cái điểm mua ra đến đây. Thì quay luôn và chụp luôn. Cho nên là xe nó cũng chưa được dọn dẹp hay là vệ sinh bất kỳ cái gì cả. Còn nguyên bản và mộc mạc. Sau cái video này thì em sẽ cho đi spa nhẹ nhàng thôi. Vì chiếc xe này chủ xe họ đã quá là giữ rồi. Em chỉ cần dọn nội thất và qua một chút là có thể giao đến tay khách hàng luôn được. Vì chiếc xe này nó quá là mới luôn. Ở trong cái phân khúc này, khẳng định luôn là không có một chiếc thứ hai nào mới hơn chiếc này đâu ạ. Em chắc chắn luôn, nếu như quý anh chị nào đang đi tìm C300 ở cái đời này, đời 2013, bản Plus, thậm chí là những chiếc 14 về sau luôn, cũng không có chiếc nào được đẹp như chiếc này đâu ạ. Chiếc này phải nói là siêu siêu mới luôn. Chạy có 7 vạn km và em cam kết cả số km zin luôn. Cái này lát nữa em sẽ mở cho mọi người xem cả cái nội thất và cái khoang máy. Cái khoang máy của nó phải nói là vô cùng là đẹp so với một chiếc mà ở cái đời này. Ở phần đuôi thì được lắp nhẹ cái lipo đó, lên cái bô đôi nhìn cho thể thao. Và ở đây thì có camera lùi theo được lắp ngoài nhá mọi người nhá. Cái nguyên bản của nó thì không có camera lùi đâu. Cái này thì được lắp thêm một cái bộ Interplay nữa, nó cũng rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm 15 triệu cái bộ Interplay. Đó. Xe này thì chủ họ rất là giữ, lên bộ vành chính hãng của CLA45 này cũng phải đâu đó mấy chục triệu rồi. Và đặc biệt là khi mà những người mà chơi chiếc này thì họ rất là cẩn thận và bảo dưỡng thường xuyên. Đây là bộ ghế da nguyên bản, ghế da lộn của C300 và được trang bị dây đai màu đỏ. Đây là bộ dây đai màu đỏ chỉ được trang bị trên bản Plus này thôi. Bản cao cấp mới có cái này mọi người nhá. Bản C300 cũng là đời này nhưng là C300 thường thì sẽ không có đâu. Ngay cả quyển sách hướng dẫn sử dụng vẫn còn. Đó, rất là đầy đủ. Thảm thì được trang bị loại thảm 5D, nền đen chỉ đỏ, rất là hợp với cái khoang nội thất của chiếc xe này. Tất cả chiếc xe này thật sự là rất là ấn tượng. Từng cái chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe cũng được chủ xe họ rất là giữ, nên là xe này còn khá là mới. So với một chiếc mà ở cái đời này, ở cái tầm tiền này thì em chắc chắn luôn là không có chiếc nào hơn chiếc này đâu. Vô lăng thì được bọc vân da đó. Cảm giác rất là thật tay. Và điểm đặc biệt trên cái vô lăng này, khi mà nó kết hợp với cái động cơ 3.0 ấy, V6 thì tăng tốc rất là nhanh. Và người ngồi là bên người lái cũng là người như là người bên cạnh sẽ cảm thấy rất là hứng thú với chiếc xe này. Đó, nội ngoại thất rất là mới. Và được trang bị thêm loa Harman Kardon. Loa này thì cũng được lắp ngoài mọi người nhá, không phải là nguyên bản đâu ạ. Đó. Chủ xe độ những cái đồ chơi rất là đơn giản nhưng mà nhìn chiếc xe rất là sang trọng. Ngay cả cái núm vặn ở đây cũng được thiết kế logo Mercedes-Benz. Rồi thì các cái chữ ở đây, rồi tất cả chiếc xe này từ đầu cho đến cuối đều được chủ xe họ rất là giữ. Và yên tâm nhé mọi người nhé, những chiếc xe mà cẩn thận như này thì luôn có đầy đủ hai chìa khóa cho mọi người. Đó, hai chìa khóa đầy đủ, cần số đây, rất là mới, mới ra màn luôn, chấp tất cả các cái đối thủ cùng đời với nó. Dạ, đây là cái khoang máy của chiếc xe khi mà bên em vừa mua xong, vẫn còn nguyên nhé, chưa vệ sinh bất kỳ cái gì cả. Tất nhiên là những cái bụi bẩn thì không thể tránh được rồi. Nhưng mà mọi người yên tâm này, những cái ốc khóa đầu xe này đó vẫn còn rất là nguyên zin, đảm bảo luôn. Tức là cái xe này
Ngay cả ở những cái ốc khóa đầu xe vẫn còn nguyên, chưa hề bị tháo ra một chút nào. Cái này mặt ca lăng này được thay nhưng mà nó chỉ lắp ngoài này thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Nên là những con ốc ở đầu nó vẫn còn rất là nguyên. Cái này thì thật ra nếu như mà có tháo ra thì cũng phải xem kỹ xem tại sao nó ra thôi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều về chất lượng của chiếc xe đâu. Tuy nhiên là nó giữ được zin như này ở cái đời này, và chiếc xe như này thì thật sự rất là hiếm. Không có mấy chiếc xe còn được zin những cái như thế này đâu. Và đặc biệt nữa là cái ngay cả cái cabo đấy ạ. Cái ốc cabo mọi người có thể thấy, cái ốc cabo này thì nếu như mọi người đi xem xe thì nếu mà người sử dụng bình thường thì không để ý thì sẽ không thấy đâu ạ. Các salon xe thường có một số sẽ sơn lại, tỉa lại. Nhưng cái này của em nó là zin nhá, zin nguyên bản. Zin nguyên bản từ 2013 đến bây giờ. Mà ở cái đời C300 này thì mọi người phải thấy nó vô cùng hiếm. Sử dụng động cơ V6. Đây là khoang máy của chiếc xe. Tất cả đều còn rất là sáng và nó không hề thấm dầu, chảy dầu hay là bị tháo ra hay bất kỳ con ốc nào cả. Chỉ là những con ốc bảo dưỡng bình thường đơn giản thì không vấn đề gì rồi. Tất cả khoang động cơ của chiếc xe này đều rất là đẹp. Và em chắc chắn luôn là nếu như ở trong cái tầm tiền này và trong cái đời này, không có một chiếc xe nào, chiếc xe thứ hai đẹp hơn chiếc này đâu ạ. Tất cả đều được trau chuốt từng ly từng tí. Vì cơ bản là bạn trẻ này cũng là thanh niên, cho nên là bạn ấy rất là yêu xe và không tiếc tiền đầu tư vào những cái chi phí để giữ chiếc xe có thể hoàn hảo hơn. Ở đây một điểm nữa em muốn khoe với tất cả quý vị và anh chị là khi mà xe đã đăng mới thì nhìn ở cái góc nào, góc cạnh nào chúng ta cũng thấy điểm mạnh của nó và nhìn thấy những cái góc yêu của nó. Bất kỳ cái góc nào em thấy nó đều rất mới luôn. Đó. Cái vân ốp gỗ ở đây rồi, tất cả các cái chi tiết này, cái mặt táp lô này cũng rất là mới. Và đặc biệt hơn một chút nữa là cái đồng hồ này. Mọi người có thể thấy được cái đồng hồ này nó còn không hề bị xước một chút nào ở cái lớp kính ở bên ngoài luôn. Đó. Xe chạy 7 vạn km, tức là vừa sang 7 vạn thôi, chứ mấy hôm trước nó còn có 6 vạn 9 thôi. Rất là mới. Ngay cả cái đồng hồ này nha mọi người nhá, không hề bị xước một chút nào thì là mọi người biết là chủ xe họ giữ như thế nào rồi. Đó. Rất là mới luôn. Màn hình cũng không hề có một vết xước nào. Đây là xe mà em vừa mua và chưa dọn dẹp gì mọi người nhá. Mọi người có thể thấy ở ngoài nó rất là bẩn nhưng bên trong họ rất là giữ nên là xe rất là mới. Còn đây, đây là một trong số những cái mà em rất là yêu thích và muốn gửi đến cho quý khách hàng cũng có thể xem được luôn. Cái lít bảo dưỡng tại xưởng của anh Trung anh Thái Japan ở bên Long Biên. Cái này nếu như anh chị nào ở ngoài Bắc thì sẽ biết rất là nhiều về anh Trung Japan và anh Thái này. Đó, đây là một cái lít bảo dưỡng này lên đến 16 triệu. Tức là bảo dưỡng này rất là đầy đủ, thay dầu này, rô tin cân bằng này, rồi thì lọc dầu, lọc gió, lọc xăng. Đó, đầy đủ rất là rõ ràng ở bên xưởng của anh Trung Japan. Đó. Nếu như anh chị nào mà đi cái dòng này thì anh chị cũng biết cái anh Trung Japan và anh Thái này rất nổi tiếng luôn. Đó. Về cái việc xe vít, một lít bảo dưỡng sửa chữa đầy đủ này. Rồi thì ở đây có năm sản xuất 2013. Đó, đầy đủ đăng ký đăng kiểm. Full lịch sử, thoải mái anh chị có thể check kiểm tra bất kỳ nơi đâu. Rất là vô tư thôi. Rồi bây giờ em sẽ cho mọi người xem qua một vòng nữa trước khi kết thúc video ở đây. Đó. Rất là mới, cabo này như một cái gương luôn, rất là đẹp. Ở phía sau này thì có cửa sổ chơi panorama, không phải panorama, cửa sổ chơi này được gọi là cửa sổ chơi đôi. Đó. Rất là sang trọng và rất là hiếm ấy. Chỉ có bản Plus này mới được trang bị những cái option này thôi. Vành ở đây thì sử dụng loại vành 255 35R18. Đó. Vành của CLA45. Rồi, bây giờ đến giá. Tiết mục mà rất là nhiều quý anh chị đang quan tâm đúng không ạ? Hiện tại chiếc C300 AMG bản Plus cao cấp nhất sản xuất năm 2013 chạy đúng 7 vạn km zin, lên rất là nhiều đồ chơi như thế này. Hiện tại thì bên em đang bán với giá là 745 triệu. 745 triệu quý vị và anh chị nhé. Tất cả chi tiết thì mọi người có thể alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo.
cũng như là fanpage Song Thảo Auto để chúng ta có thể trao đổi và thương lượng về giá cả. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế chi tiết từng góc cạnh của chiếc xe này cho quý anh chị có thể tham khảo và ngắm được. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tất nhiên là khi mua xe ở bên em thì quý anh chị có thể mang xe đi bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để có thể check và kiểm tra lịch sử của chiếc xe này, đảm bảo đầy đủ luôn. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.